Chào mừng các bạn. Hôm nay mình đi huyện Tân Hưng, tỉnh Long An đi chài cá trải nghiệm các bạn ơi. Đây là một cái ao bỏ hoang của công trình san lấp nạo vét kênh Hồng Ngự Dinh Hưng nè các bạn. Thấy cá có ngớp đó, mình giải chài thử các bạn ơi. Hai anh em mình đi giải chài. Đây là cái chài đầu tiên nè các bạn. Có được mấy con đó, con lý vậy. Cá thác lát rô. Quá ngớp ha. Đó, dữ rồi. Cá lóc không? Mèo rô đồng. Lát. Cá rô đồng quá ú ha. Chài này không có con nào rồi các bạn ơi.
Trại này có cá không đây? Rồi có 2-3 con các bạn. Ao này rất khó bắt cá, lý do là xe cuốc làm công trình cào thì cái đá không có bằng các bạn, cho nên cá dễ trốn vô mấy cái hốc đất. Tiếp tục chạy các bạn ơi. Bây giờ chạy xong là mình phải xuống mò cái đường viền chạy các bạn, cho cá trốn trong mấy cái kẹt chạy ra chỗ chạy để mình dễ bắt cá hơn. Chứ mình kéo theo cái bình thường thì cá sẽ không dính được các bạn. Đáy ao rất nhiều đất con lởm chởm cho nên khó dính. Coi cá nhiều không đây. Rồi có lý các bạn. Cá rô, cá phi, cá chốt. Rồi đem lên bờ gỡ cá luôn. Đa số là dính cá rô đồng các bạn, cá phi thỉnh thoảng vài con. Cá dính nhiều gỡ cá đã tay luôn. Còn nữa kìa, còn có cá rô. Quá cá rô rồi, dữ rồi.
Có mẹ không? Vô bánh rồi. Cái này mà kho lại với bầu ha. Êm lắm. Nằm cái rô, ôi rồi cái rô. Trên này cá nhiều các bạn ơi. Đứng ở phía sau mà thấy cá nhiều quá. Đấy, mình đi vòng qua đây mình quay cho các bạn xem cận cảnh cái chài này có cá nhiều không. Xanh quá nãy giờ chài này các bạn. Trốn nghe mấy cái lỗ xe cuốc cuốc ha.
quá nhiều kìa, dính nhóc rồi kìa, cá rô bự không hả? Giặt sạch luôn, giảo ba cái hết. Quá wow. Trô cá lóc luôn, vô bánh rồi. Quá quá cá quá về. Thôi hết rồi. Dữ lắm rồi. Lóc đó kìa. Ủa? Tính đâu rồi dính thằng con chứ. Cái gì con giải cái biết nhiêu con. Ừ. Giỏi có 5 cái cá bạn ơi, quá nhiều. Nay trời được dính nhiều cá lắm các bạn ơi. Nổi luôn. Giờ anh em mình chuẩn bị đi về các bạn. Giờ anh em mình về. Từ đây lội xuống bờ sâu khoảng chừng 200 m cái mình xuống xuồng mình về. Đây là cái ao mà để công trình nạo vét kênh thổi sình lên đây nè các bạn. Cho nên sự cố có làm cái bờ đi rất không có bằng phẳng. Cặp gần lội xuống dốc lên dốc. Phía bên phải mình là cánh đồng lúa xanh rồi nè các bạn. Đó, các bạn thấy không? Nhìn xanh ngút ngàn luôn. Ở huyện Tân Hưng là tỉnh Long An này, khu vực này cá nhiều lắm các bạn ơi. Các bạn đi chài chừng 6-7 chài là các bạn dư ăn rồi đó. Đây là kênh Hồng Ngư Vĩnh Hưng nè các bạn. Bên đi hướng bên phải mình là đi thẳng về thành phố Hồng Ngư tỉnh Đồng Tháp đó các bạn. Còn bên trái thì về Long An và thành phố Hồ Chí Minh. Còn đây là những cái lục bình bà con phơi khô để mà làm thảm đó các bạn.
Video chia sẻ của mình đến đây xin kết thúc. Cảm ơn các bạn đã xem. Các bạn hãy nhớ đăng ký và chia sẻ để giúp kênh ngày càng phát triển hơn.